Kính chào bà con, hiện nay chúng tôi đang có mặt tại vùng núi Trung Du Bắc Bộ phía Bắc. Hiện nay theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn thì nhiệt độ ở vùng núi đang xuống rất là thấp. Có những vùng như ở Sapa đang dự báo là sẽ có tuyết rơi vào ngày mai. Và nhiệt độ hiện nay như chúng tôi đang đứng ở đây thì nó vào khoảng 9 đến 10 độ. Và theo như bảng cập nhật nhiệt độ sáng ngày 9 tháng 1 thì bà con thấy hầu như tất cả các tỉnh phía Bắc đều có nhiệt độ dưới 10 độ, cá biệt như ở Sapa, Lào Cai là 0,1 độ, hay Mộc Châu, Sơn La 1,9 độ. Với cái giá rét như này thì đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp. Thì nhiệt độ xuống thấp, đây là một trong những cái và rất là thiệt hại nặng nề đối với bà con sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là bà con làm trồng trọt cũng như chăn nuôi. Thì mời bà con chúng ta xem ở đây để giải quyết cái công việc là đảm bảo cho đàn gia súc, ngoài việc che chắn chuồng trại như thế này, dự trữ thức ăn để qua được cái giá rét, thì mời bà con xem đây là một trong những cách mà bà con nơi đây người ta sưởi ấm cho gia súc gia cầm của mình. Đấy, em cứ đi theo đi vào. Ôi. Đây. Ôi, xin thưa bà con, một trong những cách mà bà con sưởi ấm là để nhóm lửa như thế này. Những người có điều kiện thì bà con sưởi ấm một diện, còn không thì sưởi ấm bằng điện giống nhẹ. Ôi. Đảm bảo cho đàn gia súc gia cầm qua được cái giá rét thì bà con nơi đây đã phải dùng đến sưởi ấm ở trong các cái chuồng trại như thế này để đảm bảo. Có nhiều bà con sản xuất nông nghiệp thì có điều kiện bà con sưởi ấm bằng cung điện, nhưng hiện nay bà con nơi đây thì đang dùng biện pháp là sưởi ấm bằng nhóm lửa tại vườn như này. Bây giờ đưa đi. Ôi giời. Sẽ ấm bằng đoạn nhá. Được chưa, Vi? Đó, cho bà con các bạn xem. Người không sưởi ấm chứ lợn là được sưởi ấm như thế này đây. Đấy. Cảm giác rất là rét. 3 đến dự báo trong vài ngày tới sẽ từ 5 đến 7 độ. Cho nó ăn gì đây? Chuồng này bên này bao nhiêu con? Một con. Khi kiểu khói nó ôm lên này mới sướng này. Đấy. Cho bà con xem. Lợn được sưởi nhá. Chảo